Thưa quý vị, để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, phấn đấu cải thiện từng chỉ tiêu và điểm số của các chỉ số thành phần PCI. Nhiều biện pháp hỗ trợ giúp đỡ doanh nghiệp đã được triển khai, từ cải cách thủ tục hành chính cho đến vấn đề cán bộ, đạo đức công vụ, với mục tiêu cuối cùng là làm hài lòng doanh nghiệp và người dân, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Để quý vị hiểu rõ hơn những công việc mà tỉnh đã và đang thực hiện, cũng như những giải pháp trong thời gian tới, mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn giữa phóng viên thời sự với đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Thưa đồng chí, thì để nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI, thì đến nay tỉnh đã thực hiện những công việc gì rồi? Những chỉ số thành phần mà còn giảm sâu, đạt thấp, như là tính minh bạch, như là về vấn đề tiếp cận về đất đai, như là an ninh trật tự cho các doanh nghiệp, nhân dân, thì chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt là giao cho Sở Kế hoạch Đầu tư là cơ quan đầu mối về thực hiện những đề PCI cấp tỉnh, chỉ đạo các cái huyện, thị xã, thành phố làm sao là tất cả các cái thủ tục đầu tư liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, liên quan đến hành chính, liên quan đến thủ tục đất đai, liên quan đến thủ tục thành lập doanh nghiệp, liên quan đến việc hỗ trợ cho doanh nghiệp, thì chúng tôi đã làm quyết liệt và được đánh giá rất cao trong cái thời gian gần đây, 6 tháng gần đây. Và các cái địa phương đó đã tổ chức gặp gỡ nhiều doanh nghiệp để cho doanh nghiệp phản ánh lên cái tâm tư nguyện vọng của mình. Cái nào thuộc thẩm quyền của huyện, của thành phố, thị xã thì giải quyết, còn cái nào vượt thẩm quyền thì đã báo cáo Ủy ban tỉnh, và chúng tôi đã có cái tổ chỉ đạo đặc biệt cái này là thường xuyên giải quyết cho doanh nghiệp. Và Sở Kế hoạch Đầu tư đã chuẩn bị cho cái thành lập cái trung tâm xúc tiến đầu tư, có thể nói thành lập trung tâm này trở thành đầu mối cho doanh nghiệp phản ánh những cái tâm tư nguyện vọng, những bức xúc của mình đối với lãnh đạo tỉnh, và đồng thời công khai tất cả những cái số điện thoại cho các doanh nghiệp biết, nhất là lãnh đạo tỉnh, các đồng chí chủ tịch, các phó chủ tịch, rồi văn phòng của ban tỉnh và các giám đốc sở ngành có liên quan đến vấn đề giải quyết các vấn đề bức xúc của doanh nghiệp. Chúng tôi đã công khai cái số điện thoại này, công khai trên cái Zalo để các anh thường xuyên coi có vấn đề đó thì nhắn qua Zalo, điện thoại qua điện thoại, chúng tôi giải quyết một cách kịp thời chứ không cần đợi họp mặt đối thoại doanh nghiệp. Cải cách thủ tục hành chính cũng là một trong những biện pháp quan trọng để góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Trong thời gian qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có chỉ đạo để đẩy mạnh cái công tác cải cách thủ tục hành chính này như thế nào vậy? Những cái thủ tục nào cho thấy rằng là tự mình đặt ra hoặc là tự mình xét thấy là cho thêm để làm khó cho doanh nghiệp, đó thì chúng tôi đã cắt bỏ, chỉ đạo cắt bỏ, không cần thiết thì không đưa ra nữa. Nếu đã phù hợp rồi, đã giải hồ sơ đã tốt rồi, không còn thủ tục nào nữa thì thôi giải quyết kịp thời trong cái thời hạn cho phép, trong vấn đề giới hạn cho phép. Chứ đã qua nhiều cái thủ tục hành chính cho rằng là còn gồm gà, còn khó khăn, mặc dù trên diễn đàn, trên hội nghị chỉ đạo nhiều, nhưng mà thực tế đó thì người mà trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính thì cũng chưa năng động, cũng chưa sáng tạo, cũng chưa dám mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm. Thế này chúng ta đã phải đổi mới, chúng tôi đã phải chỉ đạo đổi mới. Cái nào đã đủ thủ tục rồi, không cần thiết nữa thì phải cắt bỏ, làm cho nhanh, nhanh gọn, để doanh nghiệp chúng ta đánh giá lại cái sự hài lòng của doanh nghiệp đối với chính quyền địa phương, thì chúng ta mới nâng cao được cái chỉ số năng lực cạnh tranh trong thời gian sắp tới. Tôi đề nghị các doanh nghiệp khi có phiếu đánh giá thì chủ doanh nghiệp tự đánh giá, và chúng tôi không ép doanh nghiệp để mà đánh giá cho chúng tôi tốt, chính quyền tốt, mà làm sao anh đánh giá khách quan, cái nào làm tốt thì các anh đánh giá cho chúng, còn cái nào làm chưa tốt thì mới đánh giá đánh thấp để chúng tôi có điều kiện để sửa chữa cho phù hợp cho doanh nghiệp. Để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh thì trong thời gian tới thì tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp như thế nào? Chúng tôi tiếp tục cải cách thủ tục hành chính. Nếu cái này là doanh nghiệp chúng ta phàn nàn nhất, nhất là trên lĩnh vực tiếp cận về đất đai, thủ tục về đất đai còn rườm rà, các trung tâm đăng ký quyền sử dụng đất, cán bộ nhân viên làm ở sử dụng đất, nếu như làm chưa tốt chúng ta thay ngay. Cán bộ nào làm tốt, quyết liệt, rồi nơi kia hỗ trợ doanh nghiệp tích cực, giải quyết kịp thời, chúng tôi sẽ duy trì và có khen thưởng, có biểu dương. Còn cán bộ nào làm chưa tốt thủ tục hành chính, còn gây khó khăn, phiền hà, còn ngâm thủ tục hành chính, dù sơ chúng ta đủ vẫn còn ngâm, còn hẹn để làm cái gì đó cho riêng mình, cho cá nhân mình, thì chúng tôi sẽ thay đổi cái bộ máy này, cán bộ này đi kịp thời, làm sao doanh nghiệp thấy rằng chính quyền cũng quyết liệt, chính quyền cũng xử lý kịp thời những cán bộ đó.
Vừa qua thì đồng chí cũng đã chủ trì một cuộc họp đối thoại với doanh nghiệp vừa trực tiếp mà vừa trực tuyến. Cái vấn đề này được dư luận đánh giá rất là cao. Mà một trong những cái hiệu quả nhất đó là doanh nghiệp họ đặt rất là nhiều câu hỏi, đặt rất là nhiều vấn đề cho đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là các sở ngành. Đã phát huy hiệu quả được như thế thì liệu trong thời gian tới thì Ủy ban tỉnh mình có tiếp tục duy trì cái cách mà đối thoại doanh nghiệp vừa trực tiếp mà vừa trực tuyến như thế này không? Ủy ban nhân tỉnh đã có trả lời, chủ tịch Ủy ban tỉnh có trả lời, tôi cho rằng những cái trả lời đó là chỉ đáp ứng một phần thỏa đáng của doanh nghiệp thôi. Chúng tôi chưa trả lời dứt khoát hết cho doanh nghiệp. Bởi vì cần phải có thời gian, cần phải có nguồn lực, cần phải có chỉ đạo quyết liệt nữa thì chúng tôi cái câu trả lời đó nó đi vào thực tiễn. Còn trước mắt là chúng tôi đánh giá rất cao là các sở ngành đã thẳng thắn mạnh dạn là đưa ra giải pháp, mạnh dạn nhìn nhận khuyết điểm của mình trong quá trình điều hành còn khó khăn vướng mắc chưa tháo gỡ kịp thời cho doanh nghiệp. Và ngoài tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp, đối thoại doanh nghiệp thì các huyện, thị xã, thành phố cần phải đối thoại với doanh nghiệp thường xuyên hơn để một cái kinh này là hết sức quan trọng. Bởi vì chúng ta có những thông tin này thì doanh nghiệp phải phản ánh kịp thời. Chúng tôi mới biết sở ngành nào, huyện nào, người nào làm chưa tốt, ngành nào làm chưa tốt thì chúng tôi chấn chỉnh để họ làm tốt hơn. Và sắp tới thì chúng tôi sẽ duy trì cái doanh nghiệp đối thoại này. Một tháng hoặc là hai tháng gì đó thì chúng ta đối thoại một lần để tôi coi tổng kết lại những cái đối thoại đó qua, những công việc đó qua mình, doanh nghiệp đặt vấn đề đối thoại đó mình giải quyết tới đâu, giải quyết như thế nào, được kết quả tới đâu thì báo lại cho các đối thoại đó cho doanh nghiệp biết. Nếu không được đối thoại thì chúng tôi sẽ trả lời bằng văn bản đối cho doanh nghiệp. Xin cảm ơn đồng chí đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi hôm nay.